Cháu bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh
sẵn bên họ. Sáng mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đông đêm ngựa ô chứa lên đường, ngựa câu quan họ thiết gửi lại quê hương. Ngựa câu mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê chồng tấm lòng thủy chung. Cầu một phen chim sáo lại lớn, người ơi làm dâu miệt vườn. Người ơi, người ơi, ngựa ô tơ hồng, họ ơi, họ ơi, quan họ theo chồng, tình ta mặn nồng cầu cao vươn vươn. Như bóng với hình đưa nhau về dinh, họ ơi làm dâu miệt vườn. Hạnh Nguyên ơi, anh nói em nghe nè. Dạ. Mau mau theo anh về miền Tây. Anh ơi, miền Tây có vui không anh? Ở miền Tây đồng ruộng cò bay thẳng cánh, mà người miền Tây chân chất việc thà lắm đó nha. Dạ. Anh dắt em về nhà bác Tám anh ở Cà Mau, mình câu tôm cá, em thích không? Dạ thích. À, ông già mà vui lắm. Lên lên lên. Kiệu vàng chờ ai để em chứ theo chàng, dằm thiếp theo chàng hướng về đất phương nam. Đồng xanh mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê chồng tấm lòng thủy chung. Người ơi, người ơi, ngựa ô tơ hồng, họ ơi, quan họ theo chồng, tình em một lòng đục trong bến nước. Qua cầu một phen chim sáo lại lớn, người ơi làm dâu miệt vườn. Người ơi, người ơi, ngựa ô tơ hồng, họ ơi, quan họ theo chồng, tình ta mặn nồng cầu cao vươn vươn. Như bóng với hình đưa nhau về dinh, họ ơi làm sao miệt vườn. Nhớ nha. Thank you.
cho thầy phúc như rất nhiều vui đã đi vào trong tâm chúng ta. Và lẽ hôm nay niềm vui ấy đã đem tràn cho các thầy họ dân lâm khi họ đã chính thức nắm tay các thầy tham gia. Và cuộc sống chúng ta cũng từ ngày nắm rằng tình yêu bắt đầu từ ngày nắm, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Vâng, ngày hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 26 tháng 8 năm Đinh Dậu, gia đình ông bà Danh Loan đã thích các tình thông gia tôi đình ông bà Lâm Văn Úc và tiến hành lễ tân hôn cho trưởng nam là Danh Thanh Lý, đệ duy của chủ đời là Lâm Thị Thu Phụng. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình chúng ta được rất là đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu và kính mời đại diện họ nhà trai ông bà Danh Loan Thị Hiểu. Và đồng thời kính mời đại diện họ nhà gái ông bà Lâm Văn Úc đại thị Phương Cà cũng rất là lấy. Và chúng ta hãy chào đón đại gia đình bằng những chào đón tay lớn nhất và nóng nhiệt nhất. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc
đời lòng mẹ vẫn theo con, ơn cha như núi như non, hy sinh tất cả cho con nên người. Để đáp lại tấm lòng bao la cho những ấy, hôm nay trong ngày trọng đại, chúng tôi kính mời đôi tăng la tăng nư hãy kính dâng những ly rượu cho cha mẹ trong ngày cưới, để thể hiện bao hiếu của mình, và mong rằng từ đây và mãi mãi về sau, các bạn sẽ là rễ hiền dâu thảo của hai gia đình. Và chúng tôi xin mời các bạn ạ. Gửi lời chúc mừng hạnh phúc, chăm ơn cho đôi bạn. Chúc
Kawame trong suốt một năm qua. Và trước khi mở lời cho con Kim, cùng tôi Uyên Dương xin chân thành chúc tất cả quý vị có mặt tiệc cưới ngày hôm nay với một lời chúc cho cuộc sống tì vào như nước biển khơi, niềm tin sức khỏe cuộc đời nở hoa. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một hai ba vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vâng, có lẽ là đây là lời tâm sự của Kim Phụng chia sẻ với người chị hai của mình là Thu Phụng khi về Miệt Thứ, mà không có về Miệt Thứ đâu, về Châu Thành thôi gần đây, chứ không có là đĩa như bánh canh đâu. Yên tâm, bây giờ là không còn nữa. Xin cảm ơn Kim Phụng rất nhiều. Bây giờ xin mời anh trai của Thu Phụng ạ. Dạ, nhân ngày đám cưới của chị hai, em cũng xin góp vô một bài hát về đâu mái tóc người thương. Cô dâu từ xứ Đồng Tháp và về làm dâu ở đất Kiên Giang.
Nói chung thì không có xa, nhưng mà những tâm tình, những người trong gia đình chúng ta gửi gắm hết đi. Kim Phụng thì em về Nghiệt Thứ, còn em trai thì về đâu có đất người thương, nhưng không sao cả, Đồng Tháp với Gạch Giá thì không có xa, chỉ cách nhau cái phần dầm cống thôi, nhưng mai mốt không còn nữa đâu. Bây giờ và xin mời anh hai của xin anh cô dâu, và sau phần giao lưu anh cô dâu là chúng tôi xin mời hát anh Quang. Anh Quang chuẩn bị nha. Quang, hôm nay ngày vui của em gái anh Tư, xin tặng cho em gái một bài hát mang tên Người Đến Từ Triệu Châu. Mà đôi câu ơi